Quý vị, một chủ quán nước ở Đồng Nai đã bị giết với nhiều vết thương trên người. Nghi phạm đã được truy bắt ngay sau đó. Điều đáng nói, lời khai rúng động của nghi phạm khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Giết người chỉ vì không đòi được tiền. Nghi phạm là đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, 30 tuổi, quê Cà Mau, và cũng trong chiều 3 tháng 3, cơ quan tỉnh Đồng Nai cũng đã di lý đối tượng đến khu vực Hồ Đá nằm trong làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hung khí trong vụ giết người, cướp tài sản này. Và sau khoảng 3 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được con dao là tang vật của vụ án. Trước đó, vào chiều tối 1 tháng 3, chị NTH, 48 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng, chủ quán nước trên quốc lộ 51, được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người, hai tay bị trói. Sau một ngày truy xét đến tối 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai đã bắt giữ được nghi can là Nguyễn Văn Nghĩa tại thành phố Dĩ An. Nghĩa khai nhận là khách quen mua dâm của chủ quán nước, sau đó chị H có mượn của Nghĩa 20 triệu đồng. Nghĩa cho mượn nhưng có thỏa thuận sẽ được quan hệ tình dục miễn phí. Thời gian gần đây, Nghĩa nhiều lần đòi tiền nhưng chị H không trả, nên Nghĩa lên kế hoạch nếu đòi không được tiền sẽ sát hại chủ quán nước. Ngày 1 tháng 3, Nghĩa mang theo một khẩu súng K-59, dao, dây dù và rủ một người bạn tên Trung sống lang thang ở công viên Quảng trường Sáng tạo thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An cùng đi. Đến nơi, Nghĩa để Trung ngồi uống cà phê đợi gần đó, còn mình thì đi vào quán nước chị H đòi tiền. Chị H trả lời chưa có và kêu Nghĩa quan hệ tình dục. Quan hệ xong, Nghĩa bất ngờ dùng dao đâm vào người chị H và dùng dây dù trói hai tay lại. Sau đó lấy đôi bông tai cùng chiếc điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Nghĩa quay lại quán cà phê đón bạn rồi quay về đi nhậu. Nhậu xong, Nghĩa đưa bạn về chỗ cũ, còn mình vào khu vực Hồ Đá thuộc làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phi tang hung khí. Đến khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai đã bắt giữ Nghĩa tại quảng trường Sáng tạo. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nghĩa, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý người bạn đi cùng.